À, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc nha. Chúc anh em có buổi sáng làm việc thật là hiệu quả nha anh em. Xin nhắc lại số điện thoại để mua hàng bên mình luôn là 0355 356 356, có trên cái bảng nhỏ phía trước nha anh em. Quy định mua máy thì anh em vui làm cọc trước cho mình đi gặp Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên triệu thì anh em vui làm cọc 100.000 Viettel. Nhắn cho mình họ tên địa chỉ cùng với cái máy cần mua màu gì luôn nha anh em, để mình ship hàng cho anh em thoải mái nha. Máy tới nơi thì anh em có kiểm tra hàng thoải mái trước khi giao tiền cho shipper. Và tiền cọc thì trừ vào tiền máy lúc nhận hàng, anh em vui lòng cộng thêm 35.000 tiền ship cho tới 40.000 tùy theo khu vực gần xa nha. Anh em nào mà tin tưởng mà chịu khó thành thì mình bao ship cho anh em luôn, khỏi phải trả tiền ship nha. Rồi còn anh em cặp tiền thì vui lòng chịu tiền ship cho mình. Đó, con máy đầu tiên trong clip hôm nay là một em Ri 710 bản hàng nha anh em. Ri 710 Samsung bản hàng một sim, máy đẹp len keng xà beng luôn, tầm 98% là thoải mái luôn nha. Sườn này, sườn lưng rất là ok ha. Ri 710 màn hình 5.5 inch, RAM 2/16, pin 3.3. Thì mình mở nguồn lên cho anh em xem nha. Rồi lên nha anh em. Máy hiển thị sắc nét nha, màn hình nguyên. Cảm ứng bấm cực mượt nha. Chức năng full. RAM 2/16 ha, màn hình 5.5 inch. Và pin con này là 3.3. Chức năng thì ok ha. Con này ra đây cho anh em giá 1.450.000. 1.450 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Tiếp theo là một con A600 bản Việt Nam nha, A600 máy đẹp tầm 97-98. Màn hình 5.6 nha anh em, RAM 332, pin 3.000, máy màu gold, đẹp như clip mình quay nha. Kính không trời nha anh em, kính đẹp 97-98. Chức năng full nha nè, máy kính đẹp tầm 99 luôn á. Con cái là lưng thì nó xước nhẹ thôi, không đáng kể. Tổng quan là phải 98 trở lên. A6 bản 2 sim Việt Nam, máy màu gold. Con này đi ra đi cho anh em 1750, 1750 kèm sạc dán kính nha anh em. A8 Samsung A8 vỏ sao có xước sát này, xước sát nhìn gì đông mèo này. Màn hình 5.6 nha anh em, RAM 432, pin 3.000, kính thì người ta có rượu được. Kính rìu rồi đây, đó, đây thấy không? Lông mèo, lông chuột nhẹ nhẹ. A8, mấy cái riêng. Góc dưới đây ám màn tí xíu chút xíu. Không đáng kể. Tí thôi. A8, mấy 2 sim nha anh em. Con này 2 sim nha, bản Việt Nam. Chức năng full. Đó. A8 RAM 4, bộ nhớ 32, màn hình 5.6, pin 3.000. Con này ra đi cho anh em 1850, 1850 kèm sạc dán kính nha. 1850. Tiếp theo là con Samsung A20, Samsung A20. Mấy ngoại hình là lưng sau có xuất sắc này, do xe ốp lưng nhâm nhâm. Kính keng nha, đã dán lực cho anh em rồi. A20 nguyên riêng. RAM 332, màn hình 6.4, pin 4.000. Mấy nói chung là ngoại hình còn rất là ok, đẹp. Chức năng full, màn đẹp. Galaxy A20 màu đỏ, RAM 332 nha anh em. Con này ra đi cho anh em giá 2.4 triệu nha, kèm sạc dán kính nha. 2.4 triệu nguyên zin. Một con Samsung J737 bản hàng, máy đẹp 99, nguyên zin. Màn hình 5.5 inch, RAM 332, pin 3.3. Máy ngoại hình cực đẹp luôn, màu xanh nhạt anh em, màu xanh nhạt nha. Màn này anh em thấy không, màn cực đẹp không. J737 gọi là Galaxy Quay 3. Bản hàng này có những cái model nó khác Việt Nam một xíu. Nó thực sự vậy, xài rất là chuẩn chỉnh, ổn luôn anh em. Xài rất ổn nha. Chứ không phải là xài tầm bậy bạ đâu, đây là Quay 3. Con này ra đi cho anh em giá 1850 nha, 1850 dán kính cho anh em luôn. Tiếp theo là một con Ri 7 Rim. Bản Việt Nam 2 sim. Lưng sau thì nói chung đánh giá là có nhâm nhâm nhị nhị góc đây. Đó. Anh em nhị, còn lưng đây nói chung là đẹp nha anh em, không có xấu nha. Đẹp nha. Màn kính không có xước luôn, một hai cọng lông chuột không đáng kể, màn đẹp nha. Góc đây thì có ấy một xíu phản quang nhị thôi. RAM 332, C7 Rim.
Con này để anh em giá 1.400.000 nha, 1.400.000. Em sạc dán kính nha. 1.400.000 cho anh em thôi, nhanh gọn. Tiếp theo là một con Ri 4 cộng bản Việt Nam, Ri 4 cộng màn hình 6 inch, RAM 216, pin 3300. Phía trên tróc gen một xíu, màu xanh đen. Kính đẹp, can chiến chiến luôn. Đó, màn sáng đẹp nha. Màn này sáng cực đẹp luôn. Chức năng thì có phải bàn. Quá ok luôn. Ri 4 cộng. Máy ngoại hình còn rất ok nha. Con này ra đi cho anh em giá 1.600.000 nha. 1.600.000 kèm sạc dán kính nha anh em. Vsmart Joy 3. Vsmart Joy 3 máy đẹp 98.99. 98.5. Màn hình 6.5 nha. Là con này RAM 4 nha anh em. RAM 4 64. Đó, màn hình là 6.5 pin 5000. Máy đẹp 98.99 nha. Người ring ha. Kính ken sạc ben luôn. Chức năng máy. Đó, màn sáng đẹp. Rồi ba 64 đi. Con này để coi có hình cho anh em luôn. Tin nhắn không gian riêng tư. Sao ta? Hệ thống bộ nhớ này nè. Đây, 64 GB nè. Đó, bộ nhớ lớn nha nè. À, con này ra đi cho anh em giá 2250. 2250 kèm sạc dán kính nha. Một con 7 nhỏ nè. Máy full vân tay, chức năng ok hết. iPhone 7 nhỏ. Con này pin hơi yếu nha. Pin bảo trì 73%. Con này 32 GB nha anh em, pin thì pin hơi yếu nha, pin 73 nha. Pin 73 nha anh em. Đó, nó rõ quan điểm ha. Pin yếu thì giá có pin yếu. iPhone 7 32 GB. Máy lock đã lên quốc tế nha anh em. Máy này máy lock đã mình đã lên quốc tế cho anh em rồi, giờ chỉ bỏ sim xài thôi. Đừng reset lại nha anh em. Không có tài khoản nha, anh em reset thoải mái thôi, không có đề hết, nhưng mà con cái là phải lên lại quốc tế. À này. Máy tài khoản à, chung nha, không có tài khoản dính gì hết ha. Anh em ngõ còn rất là đẹp nha, đánh giá tầm 97 mấy nguyên ring nha, 96-97 thoải mái luôn, xuất nhẹ ra thôi, còn lưng sau là đẹp, kính đã dán cái lực cho anh em rồi, kính rất đẹp nha, màn ring 32 GB, máy lock đã lên quốc tế 32 GB, bỏ sim vô là xài anh em, yên tâm ha, chức năng full, không có lỗi phải gì hết ha, máy xài rất sướng, 7 nhỏ, pin 73, con này để anh em giá của nó là 2850 kèm sạc, dán kính cho anh em luôn nha. Chỉ 2850 thôi. Tiếp theo cho anh em là con Samsung A50 bản Việt Nam 2 sim, lưng xeo nhâm nhâm do xe ép lưng. RAM 464, màn hình là 6.4, pin 4000. Mặt trước đẹp keng, đã dán cái lực cho anh em rồi. Mặt trước đẹp keng, màn đẹp nha, màn cực đẹp luôn, không hề có lỗi luôn. Wi-Fi cực mạnh Galaxy A50, mấy nguyên sinh, kèm sạc bèn luôn. Con này ra đi cho anh em giá 2850 luôn. 2850, mấy nguyên sinh kèm sạc dán kính cho anh em nha. Đó, chỉ có cái lưng là nó nhâm nhâm cho sẹp lưng ra thôi. Còn kính sườn rất là đẹp nha. Tiếp theo là con Samsung Note 8 anh em. Có ép lưng cho anh em luôn này, màu xanh. Note 8, màu gold, bút biếc đầy đủ. Con này RAM 6 bộ nhớ 64 nha anh em. RAM 6 GB nha. Màn hình là 6.7 này, màn hình rất là lớn. Chức năng full. Máy 2 sim. Test sơ cái đó, 2 email nha anh em, 2 sim ha. Note 8. Ngay đây có chấp bên dây một chút xíu nha. Chấp bên dây một xíu. Con này ra đi cho anh em giá 4.200.000 nha. 4.200.000 kèm sạc dán kính nha anh em nha. 42 nha anh em. Tiếp theo cho anh em là một con iPhone 7 lút. 7 lút màu đen, 32 GB, máy nguyên zin, quốc tế. Quốc tế, con này là reset thoải mái nha anh em, quốc tế trọn đời ha.
chỉ việc bỏ sim là xài thôi, máy thì lần sau là một hai vết nhăm thôi, hay là gấp rồi thôi. Còn kính này đẹp nha, kính đại giác lực cho anh em đẹp rồi, máy full vân tay vân chân đầy đủ nha, à, chức năng máy rất là ok, bỏ sim là xài thôi. 32GB full quốc tế, pin cao, cái con này là anh em xài yên tâm. Rồi thì pin coi tình trạng pin 95, pin 95 nha nè. Con này ra đây em giá 4.7 triệu nha, 4.7 triệu kèm sạc dán cực lực cho anh em luôn. Vivo i20s nguyên zin, máy đẹp 99 98 99 nha, màn hình 6.51, ram 6 128, pin 5000, máy đẹp như thế này nha, lưng đẹp, sườn đẹp, kính đẹp 99. i20s ram 6 128 GB nè, máy nguyên zin ha. Con này ra đi em giá 3.5 triệu kèm sạc dán kính nha anh em nha, 3.5 triệu nha anh em. Rồi clip này sáng nay xin tạm dừng ở đây, thằng ấy chào cả nhà nha, nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh này nha. Chào anh em, hẹn clip ngày mai.